hôm nay mình sẽ đi rút tiền YouTube. Đây là nó đi rút tiền YouTube nha các bạn. Chào đi. Chào các bạn đi. Mình đéo có tay để phóng luôn rồi các bạn ơi. Thành quả của bạn Mỹ Hoa sau khi quay kênh YouTube đạt được 15 lượt follow trên kênh YouTube qua vlog nha các bạn. Mới lần đầu đi rút tiền nên các bạn thông cảm nha, hơi lâu hơi lúa nên là cái quần bên ngắn bên dài nha các bạn, thông cảm. Chào đi. Đây là những cái đồng tiền mà mình chính mình làm ra nha các bạn.